Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bàn về một đề tài mà mình rất là thích và mình nghĩ là nhiều bạn quan tâm thì mình nhận được nhiều câu hỏi của các bạn gửi tới lắm. Đó là có nên nối lại tình xưa, có nên hàn gắn với người cũ. À, khi mà chúng ta chia tay đó các bạn lúc nào nó cũng sẽ có rất là nhiều lý do vì sao chúng dẫn đến cái chuyện chúng ta chia tay. Rõ ràng là cái tình cảm của các bạn cái mối quan hệ nó đã hỏng rồi các bạn à, quá mệt mỏi, các bạn quá đau khổ hoặc các bạn không có chấp nhận được thì các bạn mới chia tay và rời bỏ đi. Cho nên khi mà chúng ta quay lại á thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Tại vì nhiều khi cái thời gian mà các bạn chia tay xong các bạn chỉ nhớ tới những cái điều tốt đẹp thôi, nhưng mà các bạn đã quên mất là tại vì sao mà mình chia tay. Cho nên khi chúng ta quay trở lại chúng ta cần phải cân nhắc một chút. À, đó là một á là các bạn cần phải biết là anh ta có thật sự muốn quay trở lại hay không cái người partner của mình cái cô bạn gái cái anh bạn trai của mình cái người chồng người vợ của mình họ có thật sự họ cũng muốn hàng gắn họ có muốn quay trở lại hay không và các bạn cũng phải hỏi tự bản thân các bạn các bạn có thật sự yêu người ta đủ và muốn quay trở lại với lại cái người đó không muốn tiếp tục yêu cái người đó không tại vì đôi khi nhiều bạn chỉ đơn giản là cô đơn quá không chịu được và các bạn nghĩ là chắc là không biết bao lâu nữa mới tìm được bạn trai khác nên thôi tiếp tục quen anh này đi cho nên nếu mà như vậy là không nha các bạn à, hai nữa là các bạn phải nghĩ về những cái problem của các bạn trong quá khứ các bạn có thể forgive and forget không các bạn có thể quên và tha thứ không cái nếu các bạn quay lại với nhau rồi các bạn lại đem ra các bạn cứ cằn nhận nhau là ô ngày xưa anh đối xử với em tệ như vậy tại sao là anh vậy ví dụ như cái người đó đã trong quá khứ đã từng phản bội bạn đi bây giờ bạn tha thứ và bạn quay trở lại thì bạn phải chấp nhận là bạn forgive phải forget phải quên đi chứ còn mà mình tha thứ cho người ta mà mình quay trở lại cái mỗi ngày mình cứ đem chuyện cũ ra mình nhai thôi ngày xưa anh đi với con đó ngày xưa anh phản bội tôi thì đừng nếu các bạn không thể quên được các bạn không thể tha thứ được thì đừng quay trở lại tại vì các bạn chỉ tiếp tục làm cho các vết thương của các bạn nó tiếp tục nó rỉ máu lên thôi cho nên thà là mình mình quên nó đi mình chữa lành cho nó à đó là với lại khi trước khi các bạn quay trở lại với nhau á một cái điều mà các bạn cần phải làm á là các bạn phải cho nhau speed speed ở đây là không gian mà mình nghĩ là thời gian nữa các bạn tại vì các bạn không thể nào là sau một trận các bạn chia tay với nhau không mình không biết là những cái lý do gì nhưng mà sau khi các bạn chia tay với nhau một tuần sau các bạn quay trở lại thì nó không có hay lắm đối với mình là mình nghĩ nó thật sự các bạn chia tay nhau đó, giận hờn thì không nói. Nhưng mà nếu các bạn thật sự chia tay nhau break up đó, thì các bạn phải cho nhau không gian và thời gian ít nhất là 4 tới 6 tuần để cho cái cái người đối phương của mình họ có cái thời gian họ suy nghĩ lại tại vì sao cái mối quan hệ của các bạn bị hỏng tại vì sao các bạn chia tay nhau tại vì sao bạn nên quay trở lại cho họ có thời gian để họ suy nghĩ chín chắn cái quyết định của họ chứ còn mình vội vàng bỏ nhau rồi vội vàng quay trở lại các bạn các bạn như vậy nó không có giải quyết được cái chuyện gì hết rồi ít bữa các bạn cũng sẽ chia tay trở lại thôi nhưng mà mình á nếu mình là mình thật sự yêu cái người đó mình muốn hàn gắn các bạn hiểu không vì cái lý do mà tại sao mình muốn hàn gắn mọi người bảo chứ thôi cái mối quan hệ đó nó đã hỏng rồi tại sao lại hàn gắn. Đương nhiên là mình chỉ hàn gắn nếu các bạn có thể sửa được những cái lỗi lầm trong quá khứ. Vì sao các bạn chia tay, các bạn phải hiểu rõ lý do tại sao và nếu khi các bạn quay trở lại với nhau mình có thể sửa được những cái problem đó có thể khắc phục được, thay đổi được thì các bạn hãy quay trở lại với nhau. Và khi các bạn đã quyết định quay trở lại với nhau rồi á thì nó là một cái điều chúng ta phải xây dựng lại chúng ta đừng có tiếp tục cái mối quan hệ cũ mà chúng ta xây lại một cái mối quan hệ mới với một cái người đã cũ không phải là cũ ở đây là mình cái cái ưu điểm là mình đã hiểu anh ta mình đã lên những cái problem mình đã lên những cái mistake mình đã lên những cái gì mà sai lầm các bạn đã để xảy ra trong quá khứ khi mà mình mình hiểu được như vậy rồi mình hiểu cái tính của con người đó mình biết là cái tình cảm mình đã có cái sự thân tình đã có thì các bạn xây lại nó sẽ dễ hơn là các bạn xây với một người mới đó là mình nghĩ cái ưu điểm khi các bạn nối lại tình xưa là nó như vậy ví dụ như rất là cụ thể ví dụ như các bạn đập một căn nhà cũ và xây lại căn nhà mới trên cùng một cái mảnh đất nó cũng giống như các bạn xây lại một mối quan hệ mới với một cái người đã cũ cái mảnh đất đó đó là các bạn quen thuộc rồi hàng xóm quen thuộc rồi cái khu vực các bạn quá rành rồi con đường các bạn đi mỗi ngày rồi rõ ràng quá các bạn nó như trong lòng bàn tay của các bạn rồi chỉ là cái ngôi nhà mới thôi cho nên cái cảm giác là mới mọi thứ là mới nhưng mà nó lại là quen thuộc các bạn hiểu không tức là cùng với một cái người mình quá quen thuộc đi quá thân thiện đi quá hiểu nhau đi nhưng mà mình phải xây lại một cái mối quan hệ mới là cái tâm lý của các bạn nó phải như vậy chứ các bạn đừng có nối tiếp những cái gì đã cũ mình khi mình quay trở lại á là mình xây mới với lại cùng một cái người yêu cũ cho nên mình chia sẻ ở đây à mình trả lời một số câu hỏi cho các bạn luôn khi mà quay lại với người yêu cũ thì phải như thế nào cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn có những ý kiến có những suy nghĩ khác thì các bạn comment dưới đây cho mình nha <laughs> mình muốn nghe ý kiến của các bạn à, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại sau chào tạm biệt bye